Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương ở trên Béo đây. Thưa các bạn, xin chúc tất cả quý vị, cô bác và tất cả quý vị khán giả một trong những buổi sáng tuyệt vời nhất, một buổi sáng hạnh phúc. Và đặc biệt luôn luôn chúc quý vị có một công việc ổn định, gia đình hạnh phúc và sức khỏe thì luôn luôn thật sự là khỏe. Hôm nay đây thì mình đang đứng ở đây để nói chuyện với bạn về kinh tế xanh. Nhưng mà thưa các bạn, đây, đầu tiên trước khi nói cái gì thì chúng ta phải nhìn và những cái thứ mà hiện tại bây giờ là Việt Nam Clean Up đã làm được cho mọi người. Và chúng ta sẽ nhìn nhá. Thưa quý vị, đây là một cái vỉa hè mà cách đây chỉ khoảng một tháng thôi thì thưa quý vị, người dân vứt rác như ở bên kia. Đấy, mình cho các bạn xem như bên kia rồi. Đấy. Và nếu ai đã theo dõi Việt Nam Clean Up thì quý vị sẽ thấy rằng ở đây rất là bẩn. Cỏ là một. Thứ hai là rác vứt ầm ĩ lên và rất là bẩn. Và giờ phút này thưa quý vị, từ đây, từ đoạn đầu đến đoạn cuối của cái chiếc vỉa hè này đã sạch bong nhờ sự làm việc cật lực của anh em Việt Nam Clean Up. Cái điều này chúng tôi muốn nói rằng mỗi chúng ta, nếu chúng ta có ý thức cộng đồng thì bất kỳ dù khó khăn đến mấy thì khẳng định với quý vị sẽ được sạch sẽ và đẹp đẽ như này. Cái này là không phải có ý nghĩa chỉ mang ý nghĩa là sạch đẹp, xanh sạch đẹp đâu quý vị, và nó còn mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng nữa, và tí nữa mình sẽ nói chuyện với các bạn. Đó là gì? Đó là cái ý thức của người dân Việt Nam của chúng ta liên quan đến môi trường. Và rất nhiều lần rồi Dương đã nói với các bạn rất nhiều lần về vấn đề môi trường. Các bạn nên nhớ rằng nếu mà môi trường xanh sạch đẹp thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Ngoài cái sức khỏe nội lực của con người chúng ta ra thì sẽ có một cái sức khỏe khác nữa, đó là sức khỏe về tinh thần. Ai chẳng muốn đẹp, đúng không các bạn? Không một con người nào trên thế giới này không muốn đẹp cả, thưa quý vị. Và đặc biệt nữa, chúng ta sẽ có một cái bề ngoài, nếu mà không khí chúng ta tốt, không khí của chúng ta trong sạch thì thưa các bạn, làn da của quý vị sẽ rất là đẹp, làn da quý vị rất là khỏe. Và hôm nay mình sẽ nói chuyện với quý vị về một vấn đề mà có lẽ là xuyên suốt từ giờ mình sẽ nói chuyện với các bạn liên quan đến vấn đề kinh tế xanh. Quý vị biết tại sao mà nhiều năm nay và đặc biệt là gần đây thì thế giới, đặc biệt là những nước phát triển, họ luôn luôn mong muốn những cái nước đang phát triển như chúng ta, và họ sẵn sàng hỗ trợ rất là nhiều tiền. Tiền ở đây có thể nói là nhiều triệu đô la, liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế bền vững, phát triển kinh tế xanh. Thưa các bạn, kinh tế xanh ở đây ý muốn nói về vấn đề môi trường. Có nghĩa khi chúng ta phát triển kinh tế thì chúng ta sẽ không tác động nhiều đến môi trường, tác động càng ít thì càng tốt, thưa quý vị. Ví dụ, hiện tại bây giờ là Liên Hợp Quốc cũng như các nước tư bản trên thế giới, đặc biệt những nước G7, G20, họ rất mong muốn một đất nước nào đó, hay là tất cả, kể cả bản thân họ, là một khi làm kinh tế, một khi phát triển nhà máy, một khi phát triển các khu công nghiệp thì sẽ nghiên cứu cái sự tác động của cái nhà máy đó, tác động của cái công việc đó, tác động của cái sự việc đó liên quan đến môi trường. Thì do thế giới của chúng ta hàng trăm năm phát triển liên quan đến vấn đề kinh tế, liên quan đến vấn đề công nghiệp đã tác động rất mạnh đến môi trường. Trong đó có tàn phá rừng, trong đó có tàn phá thiên nhiên, trong đó rất nhiều những vấn đề chúng ta đã có những cái sai lầm mà đến giờ phút này chúng ta phải giải quyết đó. Thì thưa quý vị, ví dụ bất kỳ một nhà máy nào nếu liên quan đến sản xuất công nghiệp thì quý vị biết rằng nó liên quan đến gì? Nó sẽ liên quan đến nguồn năng lượng. Mà nguồn năng lượng thì ngày xưa thì quý vị biết rồi đấy, chỉ có sử dụng thiên nhiên thôi. Và đặc biệt lúc đó do công nghệ chưa phát triển thì lúc đó chỉ có thủy điện. Đấy, mà thủy điện thì các bạn biết rồi, tác động đến môi trường một cách ghê gớm, liên quan đến vấn đề dòng chảy tự nhiên, liên quan đến vấn đề các nước hạ nguồn, vân vân vân. Nói chung là rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Còn những nguồn năng lượng sạch từ thiên nhiên như điện gió này, năng lượng mặt trời thì do lúc đó công nghệ của chúng ta, công nghệ của thế giới chưa có, mình phải khẳng định quý vị là chưa có. Thành ra là họ đã tàn phá thiên nhiên một cách ghê gớm. Hay đặc biệt liên quan đến vấn đề
nguồn năng lượng điện khác nữa để mà làm ra năng lượng, trong đó có năng lượng điện, thì quý vị biết rằng là họ phải dùng những cái nguyên liệu hóa thạch, trong đó có dầu mỏ, trong đó có than. Thì quý vị biết rằng là muốn khai thác, muốn có than thì phải khai thác, cũng tàn phá thiên nhiên và môi trường rất là ghê gớm. Và đặc biệt nữa, khi mà đốt than ấy thì cũng ảnh hưởng đến môi trường một cách ghê gớm để mà ra điện. Nói chung là tất cả những cái gì liên quan đến nguyên liệu hóa thạch thì luôn luôn tác động rất mạnh đến môi trường. Quý vị phải nhớ một điều như vậy. Và cái điều đó nó diễn ra hàng trăm năm nay, dẫn đến cái tình trạng là môi trường cũng như trái đất của chúng ta có những hiện tượng, đang có những cái hiện tượng đi xuống, và đặc biệt là có những cái hiện tượng thiên nhiên làm ảnh hưởng đến đời sống của con người một cách ghê gớm, và cũng như làm cho trái đất của chúng ta càng ngày càng không đáng sống. Và nó chính xác là như vậy. Do đó họ đã phải cố gắng tìm hiểu ra rất nhiều các nguồn năng lượng khác, sạch hơn, an toàn hơn, và đặc biệt là bền vững. Ở đây thì Dương vẫn nói chuyện với các bạn một cái nguồn năng lượng nữa, đó là nguồn nguyên tử. Nhưng mà nguyên tử thì bản chất của nó thì ok, nhưng mà thưa quý vị, nếu mà chẳng may xảy ra những cái vụ tai nạn liên quan đến vấn đề gọi là rò rỉ, chất phóng xạ hay là ABC là đó, thì nó rất là nguy hiểm đến con người, nên liên quan đến tất cả môi trường luôn thưa quý vị. Các bạn biết rằng là tại Liên Xô cũ đã từng có những cái hiện tượng như vậy liên quan đến một trong những cái sự rò rỉ của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Thì các bạn biết rồi đấy, thì rõ ràng là thế giới hiện tại đang cần một nguồn năng lượng sạch. Và năng lượng thì làm gì? Năng lượng thực ra để phục vụ đời sống con người của chúng ta, phục vụ gọi là kinh tế, phát triển kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Thì rõ ràng các bạn thấy rằng là nguồn năng lượng sạch hiện tại bây giờ là điện. Thì liên quan đến điện thì quý vị nhớ rằng là bây giờ cũng có rất nhiều các giải pháp liên quan lấy từ thiên nhiên, trong đó có điện sóng này, lấy từ sóng, làm ra điện từ sóng này, gió này, năng lượng mặt trời. Chính vì điều đó thì những cái đất nước mà hiện tại như Việt Nam của chúng ta là đất nước đang thời kỳ quá độ, đang thời kỳ phát triển và đang thời kỳ phát triển kinh tế, là một trong những đất nước mới trong những vấn đề đó, thì thế giới cũng rất quan tâm. Việt Nam chúng ta là một trong những nước cam kết về vấn đề bảo vệ môi trường, nền kinh tế xanh, và được sự hỗ trợ rất nhiều từ các nước lớn. Nếu mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ có nguồn tiền tài trợ cũng như nguồn tiền mà cho vay ưu đãi rất lớn từ các nước gọi là trên thế giới này. Thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta là một trong những nước hiện tại bây giờ đang chuyển mình để phát triển nền kinh tế xanh bền vững. Cái này thì nhiều người có thể chúng ta đã đọc ở trên báo chí rất là nhiều, và chúng ta không hiểu là cần phải làm như nào. Tóm lại, muốn phát triển kinh tế, muốn làm công nghiệp thì đều phải có nguồn năng lượng. Mà nguồn năng lượng hiện tại bây giờ của chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào đâu? Là thủy điện thưa quý vị. Còn năng điện mặt trời, năng điện gió, năng điện sóng thì hiện tại bây giờ chúng ta đang bắt đầu phát triển, và chúng ta cần một nguồn vốn rất là lớn. Và nếu mà chúng ta làm điều đó được tốt thì rõ ràng là các nước trên thế giới họ sẽ hỗ trợ và cho vay chúng ta rất là ưu đãi, hoặc đôi khi tài trợ luôn thưa quý vị. Và cái điều đó là một trong những điều kiện kiên quyết để mà hiện tại bây giờ các nước lớn họ nhập hàng hóa của chúng ta, hay họ hỗ trợ chúng ta, hay ủng hộ chúng ta trên trường quốc tế. À, vậy thì như nào đây? Vậy thì con người Việt Nam của chúng ta hãy phải thay đổi tư duy suy nghĩ, đặc biệt liên quan đến môi trường. Bất kỳ chúng ta sản xuất, chúng ta làm cái gì thì chúng ta đều có các chất thải, đều có những gọi là rác. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta xử lý được vấn đề rác một cách chuẩn mực mà đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, và càng ngày tiếp cận được những cái gì mà những tiêu chuẩn của những nước lớn đề ra trong vấn đề nền công nghiệp xanh ấy, thì rõ ràng Việt Nam chúng ta sẽ có một lợi thế rất là mạnh. Có nghĩa là hàng hóa chúng ta sẽ được đón nhận một cách cực kỳ tích cực tại các nước trên thế giới, và được xuất khẩu ra tất cả những nước lớn trên thế giới. Và có thể nói rằng nếu hàng hóa được công nhận là được sản xuất trên nền công nghiệp xanh ấy, thì các bạn nên nhớ rằng nó sẽ có giá thành cao, nó sẽ có một cái hiệu ứng rất là tốt về vấn đề Việt Nam. Đó là điều hôm nay mình muốn suy nghĩ và muốn nói chuyện với các bạn. Có nhiều thứ lắm các bạn. Trong cuộc đời này ấy, thì Dương Béo khẳng định với quý vị, đặc biệt trong những ngày hôm nay, từ bắt đầu trở đi, mình lấy một ví dụ tại sao có những cái tạp chí rất lớn đánh giá về du lịch. Năm nay đã đánh giá rằng là Vịnh Hạ Long là một nơi không đáng tham quan, không đáng đến để du lịch vào năm 2024. Quý vị biết tại sao không?
nó liên quan đến vấn đề môi trường đó thưa quý vị. Nó liên quan đến vấn đề có nghĩa là quá đông này, quá tải về du lịch là một này. Thứ hai là môi trường không được gọi là tốt, trong sạch này. Và thứ ba các bạn biết là gì không? Nguyên nhân ấy, quá nhiều các khu đô thị đã được xây dựng. Các khu đô thị đó hay là các khu du lịch đó lại không đáp ứng được nhu cầu liên quan đến vấn đề một nền kinh tế xanh hoặc là một nền du lịch xanh. Ví dụ hiện tại bây giờ các bạn nên nhớ rằng là các khách sạn ấy họ đánh giá là ví dụ các resort, nếu mà các bạn ở trong rừng mà không phá hoại là một này, các bạn xây làm sao nó phù hợp với thiên nhiên nhất, nó không có tàn phá thiên nhiên là hai này. Thứ ba, nếu mà các bạn cải tạo hay các bạn xây mới ở những cái mảnh đất ấy, thì các bạn phải nhiều cây xanh. Đó là những cái đánh giá hiện tại bây giờ có thể tiêu chuẩn số 1 liên quan đến vấn đề du lịch, cũng như liên quan đến vấn đề hàng hóa, liên quan đến vấn đề bất kỳ một cái gì đó. Thì đó là cái điều mà hôm nay mình muốn nói chuyện với các bạn. Thì từ hôm nay trở đi mình sẽ nói sâu về vấn đề đó. Ví dụ bây giờ ở văn phòng ấy, mình thấy các bạn hay mang những cái cây vào trong văn phòng ấy. Có những cái cây phong thủy rất tốt. Thứ nhất, phong thủy thì liên quan đến vấn đề kinh tế, liên quan đến vấn đề kinh doanh, liên quan đến vấn đề may mắn, hay liên quan đến vấn đề tâm linh một tí. Nhưng mà có những cái khoa học luôn liên quan đến về những cái cây. Nếu các bạn hiểu biết thì các bạn sẽ mang những cây đó, nó sẽ tái tạo cái môi trường ở trong cái phòng làm việc của các bạn, và nó sẽ làm cho các bạn có một cái hơi thở tốt hơn, là môi trường làm việc tốt hơn và một sức khỏe tốt hơn. Đó, điều chắc chắn 100%. Chính vì điều đó mà bọn mình đã liên quan đến vấn đề kinh doanh. Ở đây nói thẳng là kinh doanh cây đời. Cây đời bản chất của nó là những cây văn phòng, cây gọi là chung cư, có nghĩa là cây rất là nhỏ thôi, có thể mang vào ở những cái nhà nhỏ, nhà phố, nhà chung cư, hay trong các văn phòng, hay trong các phòng ngủ hay nơi làm việc của các bạn. Đều sao bạn có một cái môi trường xanh. Xanh ở đây gì là rất là thiên nhiên, cây cối, và nó làm cho các bạn có một sức khỏe tốt hơn, một cái không khí, một cái môi trường các bạn sinh hoạt nó tốt hơn. Và các bạn, khi các bạn có một sức khỏe tốt hơn, các bạn có một môi trường tốt hơn, thì các bạn sẽ làm việc tốt hơn. Đó đều chắc chắn. Và không những thế thì bọn mình cũng mong muốn rằng sẽ được cung cấp hay là tư vấn cho những cái đơn vị hành chính, sự nghiệp cũng như các nhà máy liên quan đến vấn đề làm sao vừa sản xuất mà chúng ta vẫn có những cái điều kiện thật tốt để làm sao những cái công ty nước ngoài sẵn sàng hợp tác chúng ta về vấn đề đầu tư hợp tác cùng này, về vấn đề ABC, nói chung tất cả những vấn đề liên quan đến hàng hóa, thì rõ ràng đó là điều rất là hạnh phúc. Mà Dương Béo biết 100% hiện tại bây giờ cái tiêu chuẩn về vấn đề xanh, có nghĩa là nền công nghiệp xanh hay kinh tế xanh rất quan trọng đối với các công ty lớn trên thế giới. Nếu Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ mà chúng ta nắm bắt cơ hội này, thì Dương Béo tin chắc rằng là Việt Nam của chúng ta sẽ trở thành một nước phát triển rất là mạnh, hùng cường và đi dắt đón đầu rất là tốt. Tại vì sao thưa các bạn? Dù gì thì dù thì Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ vẫn là một nước đang phát triển, và tất cả mọi thứ của chúng ta đang mới bắt đầu. Và khi mới bắt đầu thì rõ ràng chúng ta vẫn còn rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, hay những cái gì đó vẫn còn dính đến thiên nhiên. Để chúng ta xây dựng cơ sở nhà máy thì chúng ta đừng có tàn phá, chúng ta đừng có san phẳng, và chúng ta hãy biết tận dụng nó. Có nghĩa là có thể nhà máy ở trong rừng chẳng hạn, hay nhà máy ở ABC, miễn làm sao nó vừa bảo đảm được chúng ta phát triển kinh tế mà vừa bảo đảm chúng ta vẫn gìn giữ được thiên nhiên, làm giữ được được gọi là một cái môi trường xanh sạch đẹp, để mà Việt Nam luôn luôn có tiếng trong vấn đề đó. Dương biết rằng chính phủ Việt Nam hiện tại bây giờ cũng đang rất khuyến khích tất cả các doanh nghiệp liên quan đến vấn đề kinh tế xanh, và đặc biệt là một Việt Nam xanh sạch đẹp là vì thế. Tất cả những điều đó thì mình sẽ cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu để làm sao mà có những bài nói chuyện hay nhất liên quan đến vấn đề kinh tế xanh, liên quan đến vấn đề là môi trường, để làm sao để tất cả chúng ta nắm bắt được điều đó, để mà chúng ta có một bước đi nó chính xác. Và đây là những cái gì mà bọn mình đã cố gắng hành động. Đấy, quý vị thấy không? Đẹp không? Đấy. Từ một cái chỗ là vỉa hè như một cái bãi rác hôi thối bẩn thỉu, giờ phút này nó đã rất là sạch. Và đặc biệt nữa là những cái cây gì mà mọc ở trong những cái khuôn viên của gọi là hoa thì nó vẫn là sạch. Đấy, bây giờ đi. Đây, mình sẽ đưa các bạn cái bằng chứng xác thực nhất nó giống cái gì mà giờ phút này nó lại xanh sạch đẹp thế, thì để quý vị có thể so sánh được, chứ không nhiều người không so sánh được. Lại nghĩ rằng là bọn mình ABC đây chính là phía trước cái vỉa hè kia. Ngày xưa cái vỉa hè này nó y xì cái vỉa hè kia thưa quý vị.
mình cho các bạn thấy luôn. Kìa, quý vị thấy không? Một sự bẩn thỉu, nhếch nhác mà nó còn bẩn gấp đôi như thế cơ. Chứ nó không phải như này. Đặc biệt là có rất nhiều cái rác thải công nghiệp, rác thải ly lông. Những cái rác thải đấy mình nói thật với các bạn là không bao giờ có thể nào là phân hủy được đây. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy. Và nó có rất nhiều những người đã vứt rác như này. Đây. Đấy. Đây là những nơi mà bọn mình chưa làm thì quý vị thấy không? Và nó có hàng đống rác như này cơ. Để quý vị nhìn thấy. Và bọn mình đã làm ra được một cái vỉa hè, dùng cùng anh em đã làm ra được một cái vỉa hè rất là đẹp, rất là sạch. Thì đó là gì? Đó là những cái nhỏ bọn mình làm được. Đấy. Mong quý vị ủng hộ nhá. Và tất cả những cái điều mà liên quan đến vấn đề lên kinh tế xanh sạch đẹp, lên kinh tế xanh, thì quý vị, mình sẽ nghiên cứu rất là nhiều bài của các chuyên gia nước ngoài để nói chuyện với quý vị. Đặc biệt về du lịch, quý vị phải nhớ một điều như vậy nhá. Hiện tại bây giờ quý vị đừng nghĩ là xây các cao ốc mà không liên quan đến vấn đề cây xanh riết. Hãy phải vừa phát triển mà vẫn giữ được thiên nhiên, vẫn xanh sạch đẹp mới là chuẩn. Ok. Ok, mình là Dương. Xin chào và lại, mình là Dương ở Việt Nam Clean Up. Xin chào và lại quý vị trong bài nói chuyện tiếp theo. Bye bye, gặp lại. Và đây là hiện trường. Bọn mình đã làm cả một cái vỉa hè dài rất là sạch đẹp như này. Nếu quý vị thấy hay, quý vị hãy share và like cho mình. Và mình làm những chương trình có ích hơn. Bye bye và hẹn gặp lại.